Tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Trong số 12 con giáp thì tuổi Tý đứng vị trí đầu tiên, nên đây cũng được coi là con vật tiên phong luôn dẫn đầu. Bởi vậy, những người tuổi Tý thường có tài lãnh đạo và quản lý rất tốt. Hơn nữa, họ còn được trời phú cho sự thông minh đáng ngưỡng mộ. Mọi người đều phải trầm trồ về sự sáng tạo, nhanh nhẹn và tháo vát của họ. Năm 2020, một năm khá nhiều biến động đối với những gia chủ tuổi Tý nói chung và tuổi Nhâm Tý nói riêng do phạm phải trực thái tuế. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm, cơ hội tốt để chứng tỏ tài năng và thực lực của bản thân mình. Quý vị thân mến, ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Sa Cát sẽ chia sẻ những kiến thức về tử vi tuổi Nhâm Tý trong tháng 11 năm 2020 âm lịch. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Tý sẽ gặp những hung tinh, cát tinh nào, vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên có được như ý và cách hóa giải ra sao? Mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích ly hỏa thuộc hành mộc khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thần thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hạnh mùi, phá dậu và tuổi tỵ. Đối với những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 11, tức ngày 17 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là giáp ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 11, tức ngày mùng 10 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là mậu ngọ. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 11, tức ngày 29 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là bín ngọ. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hỗ trợ tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Tý trong tháng 11 âm lịch Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 11, tức ngày 24 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là ngày Tân Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 dương lịch, sẽ có nạp giáp là ngày Quý Sửu. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng thì sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành độc thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tý tháng 11 âm lịch. Dự báo trong tháng 11 âm lịch, công việc của tuổi Nhâm Tý không phải lúc nào cũng được như mong đợi. Nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ mới sẽ dễ xảy ra sai sót thường xuyên. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Nhâm Tý, trong tháng này khá ổn định, nhất là trong những thời điểm
bạn vượt khó khăn và khẳng định được vị trí của mình thì rất dễ được nhận thưởng. Nhìn chung, có nhiều dấu hiệu tích cực về phương diện tài lộc của bản mệnh vào lúc này. Nhâm Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Tý sẽ rất dễ có được tài lộc. Công việc, sự nghiệp có tiến triển, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên thì cần chú ý cẩn thận, kẻo xảy ra những cuộc tranh chấp, cãi vã, không đáng có với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Trong tháng này, các gia chủ Nhâm Tý sẽ cần chú ý ngày mùng 3 tháng 11 âm lịch, tức ngày 17 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là giáp ngọ. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng, ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý. Tháng 11 âm lịch, tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Nhâm Tý cho thấy sự nghiệp của bản mệnh vẫn chưa có sự khởi sắc hay là đi lên. Tháng này, có thể bạn phải đối mặt với nhiều thách thức. Nếu tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam, ôm đồm nhiều việc. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu, đạt được thành công, tăng cường sức khỏe, ổn định tinh thần, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tài lộc của tuổi Nhâm Tý. Trong tháng 11 âm lịch cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Nhâm Tý nếu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Cho nên bản mệnh cần biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, nhưng đừng chủ quan đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với chính bản thân mình. Để may mắn, thành công, các anh chị tuổi Nhâm Tý hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc của những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Hơn nữa, trong năm 2020, đặc biệt là trong tháng 11 Mậu Tý này, thì tuổi Nhâm Tý nằm trong bộ tứ hành xung Tý, Ngọ, Mão, Dần nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tý sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Tình cảm và gia đạo của tuổi Nhâm Tý. Theo tử vi 2020, tháng 11 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Nhâm Tý bình thường, không khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Bạn vốn là người có cá tính mạnh và sống rất đơn thuần, là kiểu người thích hành động hơn lời nói và thường làm những gì mình cho là đúng. Trong tình yêu, bạn là kiểu người hơi bất cần và hơi liều nên khiến cho đối phương phải tò mò, tìm hiểu. Hơn nữa, bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất, tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Nhâm Tý sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý tháng 11 âm lịch năm 2020 còn cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình bạn. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ, chồng để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Để kích hoạt tình duyên và vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên tuổi Nhâm Tý hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, Thân, Tý, Thìn. Vật phẩm của kênh Phong thủy Gia Cát đều hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại
và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Nhâm Tý. Trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Nhâm Tý may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, sẽ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi tháng này cho rằng tháng 11 âm lịch có thể một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Nhâm Tý không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức sẽ khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay để tinh thần ổn định và bản mệnh nên. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng có thể nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Trên đây, chúng tôi đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn tuổi Nhâm Tý. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc trong tháng này được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Nhâm Tý cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vật phẩm phong thủy của 7 người được đưa hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!